Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Người đàn ông bị đâm chết trong quán karaoke. Bị chém suýt chết khi giành hát karaoke. Nghi can giết người trong quán karaoke ra đầu thú mâu thuẫn với quán karaoke. Người giết kẻ nguy kịch. Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 30 tháng 4, anh V, 30 tuổi, quê ở Phú Yên, cùng một nhóm bạn đến hát karaoke ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn để chọn phòng hát. Tại đây, nhóm của anh đi nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Trong lúc hai bên xô xát, một người đã dùng vật nhọn đâm thấu ngực anh Y, khiến anh này gục ngã tại chỗ. Anh Y sau đó được đưa đi bệnh viện đa khoa Hóc Môn cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong. Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn cùng các bên liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai điều tra, truy xét nghi can. Được biết anh Y hiện ngụ huyện Củ Chi, đã có vợ hai con nhỏ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Lại gì ở clip tiếp nhớ like, share, nhấn subscribe.